Nó lên nó nhìn thấy nó không biết nói một cái gì nhỉ? Không Đây. chào, không thưa, không gửi, không gì hết. Đây. Đây. Bài tập về nhà buổi trước là gì nhỉ? Đây chị hỏi bài tập về nhà buổi trước thôi. Là gì nhỉ? Từ mới cũng không bảo anh bảo gửi cho thầy à? Thằng này lại quên rồi, lại quên rồi. Từ mới. Từ gì nhỉ? Gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Gì? Vinh ơi. Vinh. Từ gì nhỉ? Từ gì? Ừ? Đọc lên nghe nào. Đọc lên. Ừ? Đọc to lên nào. Viết xấu quá không dịch được rồi ấy gì? Không biết đọc. Lại không biết đọc. Rồi. Variation đúng không? Variation. Variations là gì? Thay đổi à? Variations. Các cái sự thay đổi. Gì nữa không nhỉ? Có một từ thôi. Nhàn nhở. Nhàn quá nhở. Red. Red. Cái kia. Hả? Hay là phải đọc cả cái bài trước nữa. Hú hồn con chim én. Nhở. Yeah. Hú hồn con chim én. Buổi trước có cái gì nữa? Buổi trước nữa. Có cái bài tập. Bài tập gì? Bài viết đấy à? Vâng. Watermelon. Melon. Watermelon. Watermelon. Quả dưa gì? Rồi. Okay, now we will do today we will study unit do and about. Do and about là gì? Now, lesson 2. Wow, wow, wow. On my birthday. Now the first is warm up. Okay, now warm up. Part A. Choose and write the word. Complete the story, okay? Okay. Choose and write. Nadi. Choose and write. Đọc có viết. Choose. Choose. Điền. Chọn. Và. Viết. Làm gì nhỉ? Complete the story. Complete the story. Complete the story. Để làm gì nhỉ? Chọn và điền để sau đó làm gì? Làm gì với cái này? Để làm gì nhỉ? Để hoàn thành story. Story bài là gì? Này. Bài.
Oh no, story mà. Câu chuyện được chưa? Vâng. Ừ. Bây giờ hãy điền bốn cái từ này vào bốn cái chỗ trống này để hoàn thành cho thầy cái câu chuyện này được chưa? Câu chuyện là on my birthday, vào ngày sinh nhật của tôi, được chưa? Rõ chưa? Vinh. Dạ. Ok, làm nhanh nào. Viết ra vở nhá. Ghi số 1, số 2 ạ? Ừ, ghi số 1, số 2, đúng rồi. Ơi, nó lại mất bực mình. Được chưa? Vô tình lướt qua cái chuột, thế là nó bay đi mất. Thế ơi, cái từ MA là cái từ gì? Đâu? Cái từ cuối cùng nhỉ? Cái từ cuối cùng. Từ cuối cùng nào? Đấy là từ MAX mà. MAX. Nó bị che à? Không, ta không. Yeah. MAX. Dễ ơi là dễ. Thật luôn ý, dễ ơi là dễ. Bốn câu thôi. Ừ? Có bốn thôi mà. Còn thế nào? Còn hai buổi nữa Vinh ạ. Chứ không phải là còn một buổi đâu. Thứ bảy cơ, thứ sáu vẫn học. Mai học. Mai học là học tiếp. Mai học sau đó là đến gì nhỉ? Tuần sau học tiếp. Học nốt một buổi ạ. Ừ. Học nốt ngày mai rồi học nốt tuần sau ạ. Nốt thứ hay ba là, tuần sau. Hay là học liền luôn. Học liền luôn 4 buổi cho hết. À 3 buổi, 2 buổi nữa cho hết. Buổi ngày mai, buổi ngày kia. Thứ 5, thứ 6. Hả? Vâng. Học chủ nhật nhá. Hay là thôi, tuần sau con về rồi đúng không? Không, tuần sau con chưa về. Cuối tháng 8 cơ ạ. À, thế là mẹ bảo là cho hết tháng 8, quả nhiên không sai. Không biết. Con chưa biết mẹ bảo bao giờ cho về. Ui, thế thì mẹ còn chán mới cho con về. Thôi thầy cứ học đi. Thế xong chưa? Ừ. Xong rồi, tiếng Anh như thế nào nhỉ? 40 buổi học với thầy rồi. Finish. Thầy bảo là I'm finish á. Vâng. Không biết, con quên rồi. Trời ơi, 40 buổi rồi mà vẫn còn quên. I'm finish. I'm finish. Học với cô Dân được hai mấy buổi rồi đúng không? Ba mấy buổi rồi. 32 buổi đúng không? Vâng. Học một tháng một ngày. Một tháng một ngày làm sao mà được ba mấy buổi? Một tháng có 30, 31. Nhưng mà con học từ tháng... Một tháng con chỉ học có 12 buổi thôi. Con phải học 2 tháng trở lên. Con học từ lúc con nghỉ cái kia năm tháng 1 rồi. Tháng thế? Tháng 1 thôi. Thế? Từ trước Tết đúng không? Trước Tết luôn. Thế trước Tết đến lúc thầy đi đến tháng 4 rồi mới học với thầy còn. 6 à, tháng đúng rồi, tháng 4 đúng rồi, tháng 4. Tháng 4 học với thầy còn gì nữa. Ok, now. Okay, now. My birthday is in June. I always
always have gì nhỉ? Đọc nốt lên nào. Hang on birthday. My dad. Makes. My dad makes a birthday cake. My mom prepares a lot of food. Cody and Ella make a birthday banner. I invite my friends. I get a lot of presents. My friends and I get a lot of my friend and I play. Okay, play many games. We eat the birthday cake together. Okay, nice. Very good, rất tốt. Giỏi rồi, dạo này giỏi lắm rồi. Giỏi hơn trước rồi, đỡ lười rồi. Sao? Hỏi gì hỏi ngay. Không đến lúc không được hỏi. Hỏi gì nào? Hả? Ok, có từ mới nào không nhỉ? Any new word? Any new word? Make mà không biết á? Bỏ S đi. Make là làm. Làm cái gì đó, ví dụ như làm bánh, làm gì nhỉ? Làm bánh này. Nói chung là liên quan đến làm ra một cái đồ gì đó, đồ vật gì đó. Chứ không phải là công việc đi làm nha, được chưa? Làm bánh này, hay là làm như là làm cái cốc thủy tinh ý. Make glasses, làm kính chẳng hạn, được chưa? Ok, còn gì nữa? Còn gì nữa không? Kinh ơi! Còn gì không? Anything else? Nói to lên nhá! No! Ok, now... Todd B, write yes or no, ok? Ok! Now! Number one is Finn's birthday in the spring. Is Finn's birthday in the spring? Mày to lên nào. No. No. Sure. Yeah. Okay. No, we correct. Now. Does Finn play with his friends on his birthday? Does Finn play with his friends on his birthday? Yes. Really? Really? Yes. Okay, yes, it's correct. That's good, very good. Ok, câu cuối cùng nào. Does Finn get many presents on his birthday? No. No. Sure? Yes. Sure? Yes. Sure? Yes. Ok, this is yes, not no. Wow. Bạn Finn này, bạn ấy có rất là được tặng rất là nhiều quà vào ngày sinh nhật mà. Con có đọc đoạn vừa nãy không? Đây này. Thấy chưa? I get a lot of presents. Nhớ nhá. Vinh. Present có nghĩa có rất là nhiều nghĩa, được chưa? Tùy vào cách đọc khác nhau. Nếu như đọc là presents là thì hiện tại đơn, hay presents ở đây là hộp quà, được chưa?
còn đọc là present. Present đọc là động từ, present là thuyết trình. Được chưa? Chỉ có cách đọc khác nhau thôi, nhưng mà nó sẽ mang ra nghĩa khác nhau. Nếu đọc thành present. Hả? Khác nhau, cách đọc là sai hết. Ừ. Chỉ cần đọc sai một từ thôi, một chữ thôi là nó sang một từ khác, được chưa? Hiểu hơn. Hiểu. Ok. Now taught you word phrase, word practice. Oh, oh, có nhìn thấy không Vinh? Thấy cái gì ạ? Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Thấy cái gì ạ? Thấy bài. Now, play with a partner. Run the die and circle the picture and the words. Wait, wait, wait. Bài này thì mình đã không có con xúc sắc rồi. Con có xúc sắc đấy. Có đây không? Gấp được. Ok, thôi thì bây giờ nhá. Bây giờ này, ở đây chúng ta có hai lượt chơi, được chưa? Hai người chơi khác nhau, student A và student B. Thì bây giờ con sẽ làm luôn cả hai cho thầy nhá. Thì bây giờ đơn giản là xem số 1 sẽ điền từ nào ở trong cái word bank, được chưa? Trong cái ngân hàng từ này, được chưa? Được chưa nào? Tức bài này rất đơn giản là điền từ vào những cái chỗ trống, vào những bức tùy, vào những bức tranh, được chưa? Dễ hiểu chưa? Điền từ á? Ừ. Điền từ ở trong cái word bank này, được chưa? Từ thì cho sẵn rồi, có hình ảnh rồi. Bây giờ xem cái hành động ở trong cái tranh đấy là gì, được chưa? Trong cái bức tranh đấy là gì? Thì mình điền thôi. Ok. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu cách làm chưa? Ok, hiểu rồi thì bây giờ làm cho thầy nhá. Kể ra mấy hôm nọ mà cứ ngoan như này đỡ bị đánh oan một trận Vinh nhở. Giờ này ngoan lắm rồi Vinh nhở. Hả? Nào ghi ra vở cho thầy nhá. Student A này từ 1 đến 5 này. Student B cũng như vậy. Có làm cái wow. Ừ, đúng rồi. Bài điện từ thôi mà, có gì khó đúng không? Cái sao lập là thế mà. Sao? Theo lập là thế, phải có hai người chơi. Đây đang make work. Hay là con thích chơi với anh Bảo? Không, anh Bảo tắm rồi. Mới với từ đầu tiên đến với số 4 là make. Hãy nhìn từng bức tranh nhá. Nhìn thật kỹ vào đấy. Candle, không phải là candle. Candles là cái gì đấy? Cái này này. Thổi à? Cái này mà. Thổi cái gì? Thổi nến. Ừ. Ghi cả từ đi vào không? Thì con ghi câu số 1 là cái từ là cái gì? Phải ghi ra chứ. Đúng chưa? À.
Này mờ quá, con chọn làm gì? Ngồi sát vào. Ngồi lui vào con mới nhìn thấy được chứ. Cô biết làm từ thứ hai rồi. Cái này nó hơi mờ các cô gì nhỉ? Chuyển từ đấy sang PDF nó hơi bị vỡ một chút. Make a wish là gì nhỉ? Ước. Ừ. Ước. Con chả cả đứa con thổi luôn. Bảo sao nhiều. Bảo sao không lớn được. Không ước bảo sao không lớn. Con thấy nó cứ nhiều chuyện rồi mất thời gian thổi luôn. Sao? Tổng có 10 từ chứ mấy. Thầy làm 5 từ đi, con viết mở cái tay. Ừ. Lại thầy làm 5 từ thì con phải viết chứ. Con phải viết nhiều chứ, không đến lúc con đi thi con viết nhiều cực. Lúc này thầy tôi một tí đi, lúc đi thi nó sẽ khác. Tập dần cho nó quen đi. Lúc đi thi con cắm đầu cắm cổ con viết đấy. Lúc đấy con còn chẳng thèm nhìn mặt giám thị luôn. Next time it khác. Xem bài. Ăn cơm ở đấy đấy. Anh ạ. Ừ? Sao không bảo anh bảo cho con mượn cái tai nghe ấy? Ôi, đừng có tai nghe. Không có. Tai nghe điện thoại. Không có. Ôi, nhà bác con bao nhiêu cái điện thoại mà không có cái tai nghe. Điện thoại bác con giấu, bác không dùng, bác bán đi rồi. Lớn đi mấy tiền? Đấy 500, bán đi 500. Cần. Cần xem. Chỗ rồi. Sao? Xong rồi. Cái gì hết chỗ? Xong rồi ạ. Xong hết 10 từ chưa? Xong hết chưa Vinh? Ừ. Ok, now. Now picture 1 in student A. Pitch one. Block out the. Block out the. The gì nhỉ? The gì nhỉ? Vinh nhỉ?
blow out the okay, the candles. Blow out the candles. Now Pikachu. Make a wish. Make a wish. Ok, mình đang linking the sound được chưa? Nếu như đọc bình thường sẽ đọc là make a wish. Nhưng mà mình nối từ mình sẽ đọc là đọc là gì nhỉ? Lại quên rồi. Make gì? Make a wish. Wish. Ơi, không phải wish rồi. Wish. Make a wish. Okay. Now picture number 3. What are they doing? What they mover on DC? Mover. Watch a mover on movie DC. On DC. No, DVD. Watch a movie on DVD. Okay, now picture four. Many presents. Get many presents. Okay, and picture number 5. Có số 5 nhỉ? Bức tranh số 5 nhỉ? Là từ gì đấy? Sing the song. Happy birthday song. Okay, happy birthday song. Làm gì nhỉ? Hát gì nhỉ? Hát bài gì? Happy birthday to you. Ôi giời, rung hết bàn rồi. Okay, now student B. Student B. Number one. Student B, number one. Number one is... Make a birthday cake. Very good. Tốt quá, giỏi quá. Nào, xem bài này làm đúng hết không nhá. Bài trước là đúng, bài đầu tiên là đúng hết. Bài thứ hai đúng hơn một nửa. Xem bài này đúng hết không nhá. Đúng hơn một nửa đâu, để con xem. Câu thứ hai là Pikachu. Làm gì đây nhỉ? Hãy nhìn vào cái này này. Xem nó là cái gì? In which frame? Invite friends. Yes. Invite friends. Okay, picture three. Watch a magic show. Sorry, magic show. Watch a magic show. Làm gì nhỉ? Làm gì đấy? Biểu diễn ảo thuật. Xem chứ à? Đúng không? Xem biểu diễn ảo thuật. Vâng. Okay, now picture four. Put up balloons. Okay, put up balloons. Làm gì nhỉ? Thổi bóng bay. Đúng rồi.
phồng mồm phồng mũi lên thổi đúng không? Trợn mắt lên. Con có thổi thế không? Không, con Không thổi bao giờ. không thích thổi, bà có cho thổi đâu, Bà không cho nói thổi á? Bà bảo sao? lộc ra, Ừ? đừng Bà có bảo mà gì? hít, đừng có mà hít vào toàn chất độc đấy. Cái bà không cho thổi luôn. Không biết thổi bằng may là gì. Có vẫn trốn chưa bao Vẫn giờ trốn. hít Ừ, vừa vào vừa vặn. bóng cười. Mấy người hít bóng cười bị bắt rồi. À, Ừ, Phú sao? Lê, vợ chồng Phú Lê bị bắt đấy, Biết vì sao biết không? Vì sao? liên quan đến hai người phụ nữ Không phải. bị đúng rồi, liên quan đến hai người, No, đúng, no. con chỉ biết là liên quan đến hai người phụ nữ thôi, No. có Đánh không mẹ. biết đánh mẹ không, Nói đánh chung mẹ thầy, mình. ừ, nói chung thầy không hay đọc báo nên thầy cũng không để ý, nhưng mà thấy là vậy. Đánh mẹ đâu, con này liên quan đến hai người phụ nữ, con xem trên tivi mà, thấy không biết gì Đi, à? thật đi. Đâu, thôi làm nốt Đấy. đi, một từ cuối thôi. Make a birthday banner. 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 Make a birthday banner là gì? Viết à, vẽ. Bà happy birthday. No, make a birthday banner. Làm cái gì? Làm cái biển gì nhỉ? Happy birthday được Oh, đúng hết rồi. chưa? Rồi, ok, đây. Đói quá trời ạ. Phú Lê từ mâu thuẫn với vợ của vợ với hot girl xăm trổ đào chi lê. Phú Lê đã điều hàng chục đàn em đi tìm để giải quyết, xong không thấy nên quay sang hành hung mẹ của cô gái này. Gì ta? Thôi thế làm tiếp đi, con đói rồi. Đó, nhưng mà thầy cũng không cho con nghỉ ngay. Thầy làm nhanh đi, đi về nhanh lên thế rồi. Nay biết giục thầy khổ nhở. Sợ quá. Now, grammar practice. Part A. Rewrite the sentence with always or usually. Now, hãy nhìn đây. Hãy nhìn câu always đây. Now, they always give me a birthday party. Được chưa? Họ luôn luôn tặng tôi cái bánh. À, tặng tôi cái bữa tiệc sinh nhật, được chưa? Thì sẽ viết lại là I am always happy at my birthday party. Tôi luôn luôn vui vẻ vào ngày vào cái bữa tiệc sinh nhật của tôi. Chưa? Wow. Tiếp này, we usually have a lot fun. Chúng tôi luôn có rất nhiều niềm vui. Và đây chúng ta thấy này. There are usually many people. Ở đây có rất rất nhiều người. Ok. Bây giờ hãy viết lại cho thầy các câu từ 1 đến 5 với lại các cái từ always, usually đã được chia sẵn ở đầu câu này, được chưa? Cho nhìn một câu đầu tiên này. I always get up at 7 o'clock. Đó là câu số 1. Được chưa? Để cho con hiểu cách làm. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đặt từ Bài này dễ mà, có 4 câu còn lại dễ ơi là dễ. Ui.
sao? We are in a hole. The pot is sorry. Thầy ơi, thầy. Sao? Thầy, cái từ đỏ đỏ của từ số 2 là cái gì đấy con không hiểu. Usually. The pot party in usually at home. Sure? Yes. Okay, the party is usually at home. Yes. Hình như thầy chưa nghe thấy từ is ở đâu hết thật. Is, con nghe bảo con từ is. Ừ rồi. Rồi ok, không cãi con, mệt lắm. Cãi con có được cái gì đâu. Nào, tiếp nào. Câu số 3 nào. Ui, câu số 3 này mà không làm được thì chịu. Happy. I am happy. I'm happy. Cái từ always là cái always thầy. Always. Gì always. I happy. I am happy always on birthday. Cho con suy nghĩ lại. Rồi ạ, con suy nghĩ xong rồi. Con chọn. Nói nhiều lời. I am happy always on my birthday. Ok. Thế nhìn thấy câu trên này chưa? Họ có khác nhau không? Ủa? Đây nè. Câu ví dụ này. Birthday. I am always happy on my birthday. Happy I am. I am always. Somebody happy. Happy. Happy on birthday. Đúng chưa? Rồi. Thế là đúng đúng hay sai? Con đúng hay con sai? Sai. Ừ, rồi tốt. Biết nhận sai là tốt. Ok, number 4. We play games. We play. I'm sure. Nào, câu số 4 nào. Lại một lượt cuối. Từ này đọc là usually. Usually. Nào. Con thay cái phông rồi đi cho nó đỡ xấu đằng sau, nhìn đằng sau xấu quá. Ồ, để con thay ạ. Con biết thay mà. Khi nào con tả nhiều lắm. Ở trên máy trên Hà Nội con tả hơi nhiều. Cảnh phong phú vậy chưa? Đấy. Trời ơi. Nhưng mà ở nhà thầy nó không đẹp. Bởi vì nhà thầy nó không được, vì ở đằng sau nó không được xịn mịn lắm. Đấy, cái này được chưa? Ok rồi. Nào. Cái gì nhỉ? We play games. Đã biết thành gì? We usually play game. We usually. Đúng chưa? Play game. We usually play games, đúng không? Rồi, chính xác. We usually play games. So, There are a lot. Always. Hay là gì? Always. So, there are always many people. Okay. There are always many people. Rồi, đây có từ mới nào không? Có từ mới nào không? Có từ mới nào không? People. Hả?
Ok rồi, bài này đúng 3 trên 4 câu. Ơ, 3 trên 4 câu đâu, con sai một câu. Ừ, thì thầy làm câu số 1 này câu ví dụ đúng không? Thế là con đúng 3 thì... trên 4 câu chưa? 3 trên 4 câu, đúng rồi. Đúng chưa? Có phải là con đúng 3 câu đúng không? Vâng. Ừ, thế con cãi thầy ở đâu? Hay thật. Thì thôi, chuyển sang bài khác. Có 15 phút nữa. Bài cuối hả thầy? Hay là bài... Ừ. Now choose and complete the sentences about your family. Bây giờ hãy hoàn thành bài này với lại cái các cái câu bên dưới về nó nói về gia đình của con được chưa? Nhưng mà mình điền theo của mình hay là điền theo gia đình của con ấy. My birthday is in, sinh nhật của con. Các kiểu các thứ đấy được chưa? In tháng 7 in my birthday in is Julie. In in Julie. No, not Julie. Từ nay mà đọc là Julie. Chữ này đọc là gì? July. July. Mai mà birthday con không biết mẹ con sinh tháng mấy luôn. Không biết mẹ sinh tháng mấy. Con mẹ con hỏi mẹ không bảy được, không biết. Con chỉ biết bố con sinh tháng 8 thôi, hôm qua là sinh nhật. Con chỉ biết bố con sinh tháng 8 thôi, thứ hai bố con sinh nhật. Thứ hai tuần này. Con nói đi ơ. Bố con không biết của mẹ. Đấy. Tôi đi không biết của mẹ thì thôi. My dad oh was. Nào cả câu lên chứ. Cả câu lên. Đọc cả câu lên chứ. My dad's birthday is in August. Okay, August. Tiếp nào. Rồi bây giờ. My sister. Older sister. Chị đúng chưa? October. Lại chơi kiểu gì đấy? Đủ hết cả câu lên. My older sister birthday in October. Ok. Tiếp. Đến em bé nhất tên là gì nhỉ? Thầy quên mất rồi. Baby sister. Ok. My younger sister. Younger sister. Birthday. My younger sister. Birthday in three. In three. Đâu, chào cái nào three cả. Okay. Con không biết tháng tư. April. Ok, tháng tư đúng chưa? Thế là con tháng 7 này. Em ơi, qua mất sinh nhật rồi mà chẳng bảo thầy. Ờ thì sao? Thì mất quà thôi. Tiếc không? Tiếc không? Một thằng qua sinh nhật không nói với thầy, thế là mất Lego. Ôi không cần, bố mẹ con tặng rồi. Mất Lego, haha. Mẹ tặng Lego bé xíu. Con lắp một ít xong, 15 phút xong luôn. Thế mà em con lắp có mỗi tí, lắp cả mấy ngày trời vẫn chưa xong. Rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây được chưa? Ok, goodbye. Bye, teacher. Any question for today?
No, 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 Sure. No. Sure. Yeah, sure. Okay. So goodbye and see you later. See you later. Goodbye, teacher. See you again.